Mới đây, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao về hình ảnh một anh bán cơm hộp vô cùng thú vị. Được biết, đây là hình ảnh được ghi lại tại một quán cơm ở Hà Tĩnh, nơi mà khá nhiều tài xế đi qua. Và giữa mùa dịch, để phòng tránh lây lan và chống dịch tốt hơn, anh chủ quán đã ở đây và nghĩ ra cách làm vô cùng thú vị. Có thể thấy, không chỉ đeo khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, anh còn có một công cụ tự chế để đưa đồ, nhận tiền nhằm đảm bảo khoảng cách với người mua. Đặc biệt nhất có lẽ chính là thứ anh đeo trên cổ, đó chính là menu. Một chiếc menu viết tay nhưng khá rõ ràng, chữ to để người mua có thể đọc được dù đứng ở một khoảng cách khá xa. Bằng cách này, các tài xế có thể ngồi luôn trong xe, dựa theo đó và gọi đồ mà không cần vào quán. Cách này cũng giúp hạn chế tiếp xúc, giúp phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Các cư dân mạng ai cũng trầm trồ với cách làm của anh chủ quán này, thậm chí nhiều người còn nhận ra chỉ qua hình ảnh này.